sao tối ngày coi ba cái phim đua xe hoài vậy? Con mở cái này ba thích nè. Ừ. Bởi, trời đất ơi, nghĩ sao, nghĩ sao? Tôi từng tuổi này rồi, coi mấy cái phim đồ tắm này là sao? Vậy thôi con cái này. Đó, phải... Cái gì? Tôi đàn ông, đi coi ba cái phim nấu ăn là sao vậy? Hả? Phải, này là dạy nấu ăn, ba vợ không mà ba học nấu ăn phụ mẹ. Chị, à ý là thất nghiệp phải không? Tôi thất nghiệp, tôi biết rồi. Chú lấy nước cho mày uống. Tại vì cái gì? Ai cho? Ai chủ nhà này? Nó là khách mà, là con cháu trong nhà nữa thì mình lấy nước mời nó bình thường mà. Cái gì? Tôi ngồi là nãy giờ không thấy mà nước mời tôi. Cái thằng này nhỏ rồi mới tới là lấy nước cho nó là sao? Coi cha mình là cái gì vậy? Còn thằng đấy đó. Ê dạ dạ. La là mắng nó chửi nó ở chỗ rồi lấy nước cho nó uống. Vô nhà ăn học biết bao nhiêu, vô nhà gặp người lớn không biết chào hỏi gì hả? Mình phải làm ông già vui vẻ. Để ra đàng hoàng chứ. Trời ơi thì tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, chắc cô Bo nó chơi rồi nó dụng đâu tôi mới biết. Thì ông thấy ông lượm vô giùm có sao đâu. Hay là bà muốn cái gì? Hả? Bà muốn tôi đạp, tôi chào, tôi té, tôi chết cho bà đi bước nữa phải không? Good morning mà nội. Hello nội. Nè, từ từ. Dạ, bữa nay hai đứa con giỏi quá ha. Bà nội chưa kịp kêu đã xuống ăn sáng rồi. Dạ, tụi con phải tranh thủ chứ rồi lỡ ông nội xuống có không có chuyện nữa mà. Bà nội, nguy hiểm lắm. Cái gì vậy? Ăn sáng rồi ngồi đi ăn chứ là mấy đứa làm đi đâu vậy? Không được. Con nói với mẹ, ngày trước ba chưa về hưu là ba khó một, bây giờ là ba khó tới 10 lần mẹ ơi. Gặp đâu quýnh nó, người ta nói trời đánh chánh bữa ăn mà. Ăn cái kiểu đó hả mày? Nữa. Tách bữa ăn. Chẳng ăn cái gì, nó ăn mà nó húp như vậy, còn một hồi nó ai húp. Đi lẹ ba ơi, lẹ. Xong chưa? Xong hết chưa? Dạ rồi. Rồi, 2, 3, rút. Trời đất ơi. Thiệt tình. Trời ơi, nó ăn không được mà nó gom hết trơn cái dĩa thịt của tôi rồi trời. Cười lớn nào. Phải trở thành một ông già về hưu vui vẻ. Không được nhăn nhó. Cao có là bao già đấy. Trời đất ơi. Rồi. Em sáng tao. Đồ chơi thì phải để có chỗ có nơi chứ. Đụng đâu để đó. Bực bội. Ba nè. Cái gì? Mấy cái đồ chơi của Bo đó. Để ra đàng hoàng chứ. Trời ơi thì tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, chắc cô Bo nó chơi rồi nó dụng đâu tôi mới biết. Thì ông thấy ông lượm vô giùm có sao đâu. Hay là bà muốn cái gì? Hả? Bà muốn tôi đạp, tôi chào, tôi té, tôi chết cho bà đi bước nữa phải không? Ông đúng là kiếm chuyện, chuyện có gì đâu mà sáng sớm rần rần à. Phải ăn sáng đi. Hả? Mình phải làm ông già vui. Ê, sao tối ngày coi ba cái phim đua xe hoài vậy? Con mở cái này ba thích nè. Ừ. Bởi, trời đất ơi, nghĩ sao? Tôi từng tuổi này rồi, coi mấy cái phim đồ tắm này là sao? Vậy thôi coi cái này. Đó, phải... Cái gì? Tôi đàn ông, đi coi ba cái phim nấu ăn là sao vậy? Hả? Phải, này là dạy nấu ăn, ba vợ không mà ba học nấu ăn phụ mẹ. Chị, à ý là thất nghiệp phải không? Tôi thất nghiệp tôi biết rồi. Ở đó nấu ăn. Cái gì vậy? Đang nói chuyện với tôi muốn đứng lên rồi đứng, mình bỏ đi à? Chứ giờ con mà ngồi con nói là ba nói con tới chiều luôn á, con bị mấy lần rồi. Ta hiểu rồi, ý nói tôi nói nhiều chứ gì. Ý là muốn tôi đừng có nói nữa cho tôi câm chứ gì, đúng không? Có đâu mà ba, bình thường thôi mà. Thấy không, nói câu trả lời câu. Cho con im luôn vậy. Gì kỳ vậy trời, nắng không ưa, mưa không chịu vậy? Đó, ý nói tôi thất thường, tôi khùng, tôi điên chứ gì?
hả? Mở chi vậy? Mở cho tốn điện đó hả? Ồn ào. Thôi nói cái tắt liền vậy hả? Ê trời quý, ngồi xuống. Ngồi xuống đi quý. Ngồi xuống. Ngồi đây nghe. Chú lấy nước cho mày uống. Tại vì cái gì? Ai cho? Ai chủ nhà này? Nó là khách mà là con cháu trong nhà nữa thì mình lấy nước mời nó bình thường mà. Cái gì? Tôi ngồi là nãy giờ không thấy mà nước mời tôi. Cái thằng này nhỏ rồi mới tới là lấy nước cho nó là sao? Coi cha mình ra cái gì vậy? Còn thằng đấy đó. Ê dạ dạ. Là la là mắng nó chửi nó ở chỗ rồi lấy nước cho nó uống. Vô nhà ăn học biết bao nhiêu, vô nhà gặp người lớn không biết chào hỏi gì hả? Dạ con chào ông, con chào chú. Rồi chào mà ngồi chào với đó. Dạ con chào ông, chào chú. Tao kêu nó kêu con rồi con đứng lên. Thằng bực hai người hả? Thằng lớn đâu thằng nhỏ, hai thằng không có biết là tôn ti trật tự trong nhà này, tao sẽ dạy cho mày một bài học để biết cư xử với người trong nhà biết chưa? Đứng ra, ai cho đứng? Ủa đứng muốn ngồi ngồi à? Chưa cho ngồi cũng ngồi nữa. Trời đất ơi, hai thằng bay tao nói thiệt, hai thằng bay là hai thằng chết đôi.